Xin chào tất cả mọi người. Trong video này là những hình ảnh thời xưa của Đà Lạt trong năm 1950 đến năm 1975 và câu chuyện của gia đình tôi, ông thú y Đà Lạt, ông Nguyễn Văn Hồng. Dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, ai là người dân Đà Lạt? Trước thời năm 1975, có lẽ đều biết đến ông Nguyễn Văn Hồng, mà đa số người ta gọi là ông thú y, là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành thú y và nông nghiệp ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ông Hồng là trưởng ty thú y và đồng thời là phó trưởng ty nông nghiệp Đà Lạt. Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng không chỉ trong việc cải thiện sức khỏe và năng suất của gia súc, gia cầm mà còn thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững tại vùng cao nguyên Lâm Viên. Ông được bổ nhiệm chức trưởng ty thú y tỉnh Lâm Đồng, thị xã Đà Lạt vào năm 1957 và dọn cả gia đình, vợ con về ở ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, đường 21/1 Dẹt Sen, Đà Lạt, gần sân banh, ty cảnh sát và nhà thờ chính tòa. Lúc đó gia đình mới có 8 người con, sau đó vì khí hậu mát mẻ, trong lành và thành phố Đà Lạt nên thơ hữu tình, ông bà thú y đã sinh thêm 4 đứa con, một con trai và 3 đứa con gái, và tôi chính là đứa con thứ 11. Một gia đình tổng cộng 12 đứa con, ai cũng xinh đẹp và thông minh đỉnh ngộ. Tuy làm lương công chức có giới hạn, nhưng đối với chức vụ trưởng ty thú y và là ông thú y duy nhất ở Đà Lạt, cho nên nhiều người rất kính mến và hàng xóm nể phục. Không những nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái cho nên người, ông là người rất bao dung, tử tế, thương người nghèo, giúp đỡ người yếu thế và rất thẳng thắn, thành thật với mọi người xung quanh. Các cô con gái của ông, mấy chị em tôi được vào học trường Bùi Thị Xuân và các cậu con trai, các anh tôi thì được vào học trường La Sang gần tiểu khu Tuyên Đức. Vì chức vụ khá lớn trong ngành thú y và canh nông, lúc bấy giờ mấy ông trưởng ty được chính phủ cấp cho nhà ở và có cả tài xế riêng để tiện việc đi công tác vào những thôn làng xa xôi nhỏ lân cận. Căn nhà chính phủ cấp cho gia đình ông thú y tọa lạc trên số 2 đường Huỳnh Thúc Kháng, một biệt thự sang trọng khang trang nằm trong một rừng thông với nhiều cửa kính xây theo kiểu Pháp. Nhìn ra rừng thông rất đẹp, anh chị em chúng tôi sống hạnh phúc trong căn nhà một thời gian khá lâu, đến năm 1968, đúng năm Mậu Thân. Một ơn trên che chở cho cả gia đình, cha mẹ tôi, ông bà thú y quyết định dọn về lại nhà cũ ở 21/1 Dạch Sen vì muốn trở lại ngôi nhà của chính mình mua, không muốn bỏ trống quá lâu. Chính nhờ thế, cả gia đình tôi thoát chết. Vì năm đó, Cộng sản dội bom đến tiểu khu, căn nhà Huỳnh Thúc Kháng cháy ra thành tro, không một mảnh ván nào còn sót lại. Thật là may mắn, tạ ơn Chúa. Vai trò và nhiệm vụ của người trưởng ty thú y. Lúc bấy giờ, Đà Lạt là một thành phố nhỏ và đa số những người sống nơi đây là bác sĩ, kỹ sư hoặc làm nghề nông. Là trưởng ty thú y, ông thú y có trách nhiệm quản lý, giám sát các hoạt động liên quan đến y tế động vật, bao gồm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh của gia cầm tại Đà Lạt và các khu vực lân cận. Ông là người tiên phong trong việc tiến triển các chương trình tiêm phòng ngừa chủng, đặc biệt là trong bối cảnh miền Nam lúc bấy giờ còn thiếu thốn về phương tiện và kỹ thuật y tế. Dưới sự chỉ đạo của ông,
Ty Thú Y Đà Lạt đã tổ chức các đợt tiêm phòng định kỳ nhằm giải phóng sự lan lây của các bệnh dịch nguy hiểm như lở mồm long móng, dịch tả heo, cúm gia cầm, bệnh than và nhiều loại bệnh khác đe dọa đến nguồn thu thập và an ninh của người nông dân. Ông Nguyễn Văn Hồng cũng chú trọng đến việc đào tạo và phát triển đội ngũ kỹ thuật viên thú y là những người không chỉ có khả năng xử lý với các tình huống khẩn cấp mà còn có nhiều kiến thức chuyên sâu về sức khỏe động vật. Ông là người đứng ra làm chủ ý cho tất cả những kho thịt trước khi mổ xẻ những con vật như bò, heo, lợn và những con vật được bán trên thị trường đều phải qua những kiểm soát inspection của ông, phải được đóng dấu trước khi ông cấp giấy cho những người buôn bán thịt ở ngoài chợ. Ông cũng mời những chuyên gia trong ngành từ Sài Gòn và các nơi khác đến Đà Lạt để truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm giúp đội ngũ, kỹ thuật viên, địa phương nâng cao tay nghề. Việc này góp phần tạo ra một đội ngũ nhân lực thú y có trình độ, góp phần ổn định với kinh tế nông nghiệp tại cao nguyên. Công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển chăn nuôi dưới sự lãnh đạo của ông Hồng, Ty Thú Y đã thực hiện nhiều sáng kiến nhằm ngăn ngừa dịch bệnh. Một trong những điểm mạnh của ông là khả năng dự đoán và lên kế hoạch cho các chương trình phòng chống dịch theo mùa. Ông đã nghiên cứu và ghi nhận các đặc điểm khí hậu của vùng cao nguyên Đà Lạt, nơi có thời tiết ôn hòa nhưng thay đổi thất thường, để phát triển các kế hoạch phòng bệnh phù hợp cho gia súc và gia cầm. Điều này giúp hạn chế tình trạng bùng phát dịch bệnh trong các trang trại, tránh thiệt hại lớn cho nông dân. Ông cũng thúc đẩy việc áp dụng các phương pháp chăn nuôi hiện đại vào thời điểm mà hầu hết người dân còn phụ thuộc vào chăn nuôi truyền thống. Ông khuyến khích người nông dân chuyển sang các phương thức chăn nuôi tập trung, chú trọng vệ sinh chuồng trại và dinh dưỡng của gia súc, từ đó tăng năng suất và giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Hồng còn đẩy mạnh công tác nghiên cứu và thử nghiệm các giống gia súc mới có khả năng thích nghi với khí hậu Đà Lạt như các giống bò sữa và gà công nghiệp, góp phần cải thiện năng suất chăn nuôi. Vai trò Phó Trưởng Ty Nông nghiệp. Ngoài vai trò là Trưởng Ty Thú Y, ông Nguyễn Văn Hồng còn đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng Ty Nông nghiệp. Ở vai trò này, ông đã góp phần vào sự phát triển nông nghiệp Đà Lạt, nổi tiếng với khí hậu ôn hòa và đặc sản rau củ, hoa quả. Dưới sự lãnh đạo của ông và đội ngũ Ty Nông nghiệp, Đà Lạt dần phát triển thành một những trung tâm sản xuất rau và hoa lớn nhất miền Nam Việt Nam. Ông Hồng đã phối hợp với các chuyên gia trong nước và ngoài nước để giới thiệu các giống cây trồng mới có năng suất cao, đồng thời áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến. Các chương trình như luân canh cây trồng, cải tiến phân bón và sử dụng các giống cây kháng bệnh để giúp người nông dân Đà Lạt tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm. Sản phẩm rau Đà Lạt không chỉ đáp ứng nhu cầu của địa phương mà còn được đưa về Sài Gòn với các tỉnh miền Nam, góp phần cải thiện kinh tế cho người dân địa phương. Sự ảnh hưởng và di sản của ông Nguyễn Văn Hồng. Ông Nguyễn Văn Hồng là một người có tâm huyết với nghề và hết lòng với sự phát triển của ngành thú y và nông nghiệp. Những đóng góp của ông không chỉ mang tính tạm thời mà còn để lại ảnh hưởng lâu dài cho cả hai lĩnh vực này trên thành phố Đà Lạt. Ông thường được cộng đồng địa phương nhắc đến như một người lãnh đạo tận tụy, luôn đi đầu trong công tác phát triển nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe động vật. Với kiến thức sâu rộng và tinh thần phục vụ cộng đồng, ông đã xây dựng một nền tảng vững chắc
cho ngành thú y và nông nghiệp tại Đà Lạt trở thành một hình mẫu cho nhiều thế hệ sau này. Không chỉ với tư cách một nhà lãnh đạo, ông Hồng là một người gần gũi với người nông dân. Ông thường xuyên đến thăm các trang trại, trao đổi và chia sẻ kiến thức với người dân để họ nắm vững kỹ thuật chăm sóc động vật và trồng cây. Nhờ sự hỗ trợ của ông, nhiều hộ gia đình tại Đà Lạt đã thoát nghèo và cải thiện cuộc sống nhờ vào việc áp dụng những kiến thức mà ông truyền đạt. Ông Nguyễn Văn Hồng với vai trò là trưởng ty thú y và phó trưởng ty nông nghiệp Đà Lạt dưới thời Việt Nam Cộng Hòa đã đóng góp to lớn cho sự phát triển của Đà Lạt. Sự cống hiến của ông trong việc xây dựng một nền nông nghiệp bền vững và hệ thống thú y hiệu quả không chỉ giúp cải thiện đời sống của người dân mà còn để lại di sản giá trị cho thế hệ sau. Ông là tấm gương tiêu biểu của một nhà lãnh đạo tận tụy, người đã làm việc không mệt mỏi vì sự phát triển của cộng đồng. Những nỗ lực và tâm huyết của ông Hồng đã giúp định hình nông nghiệp và thú y Đà Lạt, góp phần vào sự phát triển bền vững và ổn định của vùng đất cao nguyên Lâm Viên này. Và vai trò làm cha và làm chồng, má tôi là một người đàn bà hạnh phúc nhất, không ai biết tên thật của bà, vì người địa phương gọi là bà thú y hay bà Hồng. Một người vợ đảm đang công việc nội trợ, lo cho con cái để chồng rảnh rang tâm trí mà làm việc. Còn vai trò làm cha, ba tôi dạy cho chúng tôi những bài học trong trường đời mà trường học không có dạy, tức là cách sống làm người với năm chữ nhân, lễ, nghĩa, trí, tín làm đầu. Con gái thì phải nết na, chăm sóc châu thân, mở mang trí tuệ và đừng nghĩ là phận đàn bà chỉ ở trong bốn bức tường. Phải có một giấc mơ lớn, phải xem sự học là điểm quan trọng. Con trai thì phải cương quyết, hùng mạnh, không ủy mị, nhu nhược, nhưng không vì mạnh mà lấn áp kẻ yếu, không dùng sự khôn ngoan mà lợi dụng kẻ ngu muội. Nhờ sự nghiêm khắc nhưng có tấm lòng bao dung, 12 anh chị em chúng tôi đã nên người. Người mẹ yêu quý của các con, bà Võ Thị Xuyên. Nói về vai trò làm vợ, bà là một người vợ đảm đang và trung thành với ba tôi, một mực kính nể chồng mình, luôn luôn ngưỡng mộ tài năng của ba tôi. Bà hãnh diện nói với mọi người, ba tôi là người bà hằng ước mơ trong cuộc sống. Một người đàn ông đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú, lịch lãm và đầy kiến thức. Nhờ ông đã mang lại cho bà những đứa con xinh xắn và thông minh như cha của chúng. Còn nói về vai trò làm mẹ, bà là một biểu tượng vĩ đại của lòng nhân ái và sự hy sinh. Cuộc sống của bà dường như đã dành trọn cho sự bao bọc và che chở cho bầy con thơ, truyền cho anh chị em tôi những giá trị làm người quý báu để khi lớn lên, mỗi người chúng tôi đều trở thành một người tốt. Mẹ tôi không chỉ là một người chăm sóc thể chất mà còn là người xây đắp tâm hồn cho từng đứa con. Sống trong một thời chiến tranh và loạn ly, những năm tháng khó khăn, bà kiên nhẫn, chịu đựng mọi khổ cực, làm việc vất vả, tiết kiệm từng đồng để có thể lo cho 12 đứa con có một mái ấm, an toàn, no đủ. Những hy sinh thầm lặng đó, ngày qua ngày đã khắc sâu trong tim của từng đứa con, trở thành một nguồn động lực để mấy anh chị em tôi vững bước trên con đường đời.
Điều đặc biệt hơn, những gì mẹ tôi để lại cho các con không phải là vật chất mà là giá trị cao đẹp và thiết thực. Bà dạy cho các con lòng nhân ái, một đức tính cao quý giúp cho các con biết yêu thương, đồng cảm và giúp đỡ người khác. Bà cũng dạy cho các con cách sống khiêm nhường, biết thương yêu lẫn nhau, không khoe khoang, không tự cao tự đại, luôn nhắc nhở anh chị em hãy sống với sự giản dị, biết yêu quý những gì mình có và trân trọng những người xung quanh. Sự chịu đựng và lòng bao dung của bà đã làm cho trái tim của từng đứa con tràn đầy sự biết ơn. Bà đã dạy nhiều bài học trong cuộc sống, mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nếu mình có lòng kiên nhẫn, sẵn sàng chịu đựng những khó khăn rồi sẽ vượt qua tất cả. Bà đã dạy lòng bao dung, biết tha thứ cho những lỗi lầm của người khác, giúp cho các con không bị trói buộc bởi hận thù hay oán trách, sống một cuộc đời tự do và thanh thản. Những di sản mẹ tôi để lại không thể nào đo đếm được bằng tiền bạc hay vật chất. Đó là những bài học quý giá về nhân ái, sự khiêm nhường, chịu đựng và bao dung. Những giá trị ấy như một dòng suối mát, nuôi dưỡng tâm hồn các con từng ngày, từng giờ và sẽ còn được truyền lại cho các thế hệ mai sau. Bà là một người mẹ vĩ đại, đã dạy cho các con làm người, không chỉ bằng lời nói mà bằng chính cuộc sống và tấm gương của bà. Những di sản tinh thần ấy sẽ mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, là nền tảng vững chắc để mỗi người con đi xa nhưng không bao giờ lạc lối, nhớ về mẹ với lòng kính yêu và biết ơn sâu sắc. Riêng tôi, nhờ được đi chợ với mẹ tôi mỗi ngày, tôi được học những phương cách trả giá, chọn mặt gửi vàng. Theo lời mẹ tôi dạy, ngoài đường đời, thượng vàng hạ cám, con không nên đối chất với những người lương lẹo, tìm người chân thật để mua đồ thì không bị gạt, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Học được cách thương người nghèo, mỗi khi đi qua chợ Đà Lạt, bà đưa tiền lẻ cho tôi để cho mấy người ăn mày đang ngồi chờ đợi, không một ngày nào thiếu cho bất cứ ai. Cuộc sống của gia đình tôi bình an và ấm cúng từ bên trong giữa một thời chiến tranh bom đạn bên ngoài. Chúng tôi có một mái ấm không phải dễ kiếm. Giờ đây, những di sản của má tôi để lại vẫn nằm sâu trong tim của từng đứa con một. Một người mẹ đáng kính và tuyệt vời. Giả từ Đà Lạt 1975 là một chuỗi ký ức không thể nào quên, in sâu vào tâm trí của những người đã chứng kiến. Với một cô gái 17 tuổi như tôi, đang học lớp 11 tại trường Bùi Thị Xuân, thành phố này không chỉ là một nơi, chốn quen thuộc mà còn là một phần của tuổi thơ và thanh xuân. Những con đường mờ sương, những rặng thông xanh ngát, những buổi chiều dạo bước dưới ánh nắng nhẹ nhàng đã trở thành những kỷ niệm đẹp. Nhưng vào những tháng cuối cùng của năm 1975, sự bình yên ấy dần bị phá vỡ. Đà Lạt, những ngày tháng 3, sự bất an trở nên rõ rệt, tiếng đạn pháo bắt đầu vang vọng từ xa,
lan đến tai người dân trong thành phố. Tôi nhớ rõ cảm giác lạnh buốt dọc xương sống khi nghe thấy tiếng nổ đùng đùng, dù âm thanh ấy rất còn xa. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự hiểu về sự khốc liệt của chiến tranh, thứ mà trước đó chỉ nghe qua những lời kể của người lớn hay những câu chuyện trên báo hay đài phát thanh. Vào giữa tháng 3, Đà Lạt rơi vào tình trạng báo động khi tin tức về các việc đơn vị quân giải phóng đang tiến gần hơn. Ngày cuối cùng, tôi được nhìn thấy bạn bè là ngày cắm trại của các học sinh Bùi Thị Xuân ở trên đồi Cù. Tôi và các bạn tôi đang dự thi nấu nướng, làm những trò thi thú vị cùng các lớp khác. Bỗng nghe loa của các vị giáo sư loan truyền là tất cả các em học sinh phải thu dọn vật dụng và giải tán ngay lập tức. Vì tình hình an ninh bất ổn, Việt Cộng đang tiến vào thành phố Đà Lạt. Thế là chúng tôi ai nấy thu dọn và giải tán trong vòng vài phút. Những người bạn tôi hối hả đi mỗi người một ngã, không một lời từ giã. Trong tâm trí non nớt của tuổi 17, tôi không thể hiểu hết mọi sự biến đổi đang diễn ra, nhưng lòng vẫn đang dâng trào một nỗi sợ vô hình. Khi tôi về đến nhà, cảm giác lo sợ bao trùm cả gia đình. Tôi ra ngoài sân lấy đồ đang phơi ngoài sào, vào trong nhà xếp lại, linh tính báo trước một chuyện gì to lớn sắp sửa xảy ra. Đến 3 giờ chiều hôm đó, ba tôi về sớm hơn thường lệ. Nhìn gương mặt lo âu, hằn lên vết sợ hãi. Tuy ông không nói ra, nhưng sự khác thường đó làm tôi có cảm giác lo âu đến tột cùng. Thế là chiều hôm đó, tôi loáng thoáng nghe sự bàn định của ba má tôi, nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ba tôi mướn nguyên một chiếc xe bus, có thể nói là gần bằng xe đò Sài Gòn Đà Lạt. Xe đến rước chúng tôi và những người hàng xóm van xin được đi theo cùng, nhưng chỗ ngồi có giới hạn nên rất nhiều người không được leo lên. Má tôi ra lệnh cho anh chị em tôi vào nhà lấy vài món đồ mà các con thấy cần thiết, vài bộ quần áo thôi, còn bao nhiêu hãy để lại, đừng đem theo, nhiều không có chỗ. Tôi vào phòng của mình, nhìn lại một lần cuối, biết phải đem cái gì bây giờ, cái gì cũng thân thương và nhiều kỷ niệm quá. Lúc bấy giờ, bộ sách truyện tuổi hoa của tôi sưu tầm và mua bằng tiền để dành của chính mình là món giá trị nhất đối với tôi, cho nên tôi quơ mấy cuốn sách bé nhỏ xinh xắn đó, thêm vài bộ quần áo bỏ lên trên và từ giã căn phòng thương yêu một lần cuối. Khi lên xe đò, má tôi kiểm sơ, nhờ mấy bộ quần áo nằm bên trên nên bà không thấy bộ sách của tôi. Tôi mừng thầm trong bụng và vội vã lên xe. Khi xe rời xóm nhỏ và bắt đầu lăn bánh ra khỏi đường dẹt sen, con chó đỏ của chúng tôi bị bỏ lại, chạy theo sau xe. Chúng tôi quay đầu lại phía xe, vẫy tay bảo nó hãy trở về nhà, nhưng con chó trung thành vẫn tiếp tục chạy phía sau. Hình ảnh nhỏ dần và sau cùng biến mất trong đôi mắt tôi nhòa với nước mắt. Tôi nghẹn ngào khóc nấc, làm cho mọi người trong xe cũng phải nhỏ vài giọt nước mắt thương tình cho con chó nhỏ bị bỏ lại sau lưng. Khi xe bắt đầu rời khỏi thành phố Đà Lạt, tôi hướng mắt nhìn lại Hồ Xuân Hương lần cuối, chợ Đà Lạt, khu Hòa Bình, nhà thờ Con Gà và xa xa là ngôi trường Bùi Thị Xuân đang ẩn hiện trong những hàng cây thông. Những hàng cây thông đứng lặng lẽ, những con dốc uốn lượn và ngôi nhà nhỏ bên sườn đồi dần khuất xa trong làn khói bụi. Đoàn xe di tản về Nha Trang là một cảnh tượng ám ảnh, đầy đau thương. Những chiếc xe tải, xe jeep, xe máy chen chúc nhau trên đường, mang theo những khuôn mặt lo lắng, bàng hoàng. Những người lính trẻ, từng người một bước lên xe, từ giã thành phố, mà có lẽ là từ giã cả một thời kỳ mà họ đã biết ôm súng. Trong lòng tôi, có lẽ lúc đó cũng là một cảm giác mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Những ký ức đẹp về Đà Lạt, về trường Bùi Thị Xuân, về bạn bè, bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Tôi biết rằng sau biến cố này, Đà Lạt sẽ không bao giờ trở lại như xưa.
có hậu. Sau biến cố 30 tháng 4 1975, gia đình tôi kẻ ở người đi. Sau 14 năm dài, lần lượt anh em chúng tôi hội ngộ tại Mỹ. Và đến năm 1989, cả nhà được đoàn tụ ở Mỹ, một người chị ở Canada và một người anh ở Úc. Phải nói là cả gia đình dòng họ Nguyễn, không ai bị chết ngoài biển, không ai bị đày đọa trong tù. Quả là phúc đức lớn lao lắm. Cũng nhờ ơn Chúa và sự hiền lành của ba má tôi, cả gia đình được che chở và bình an nơi xứ người. Ba tôi, ông Nguyễn Văn Hồng, ông Thú Y, sống một cuộc sống trọn vẹn, đầy ý nghĩa, làm trọn trách nhiệm của một người chồng, người cha và đóng góp rất nhiều trong nền kinh tế phát triển dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã qua đời tại San Jose ngày 9 tháng 9 năm 2009, hưởng thọ 92 tuổi. Má tôi, bà Thú Y, là một người vợ rất hiền lành, kính trọng chồng mình và là một người mẹ gương mẫu, lo cho con cái nên người hy sinh thật nhiều cho một gia đình đông con. Bà đã qua đời ngày 24 tháng 7 năm 2006, hưởng thọ 87 tuổi. Video này chỉ để ghi lại tất cả những ký ức của gia đình họ Nguyễn và để tỏ lòng biết ơn hai đấng sinh thành. Xin cảm ơn. Về mái nhà xưa, sau bao nhiêu năm xa cách, bỏ lại sau lưng nơi chôn nhau cắt rốn, các anh chị em tôi đã có dịp trở lại thăm mái nhà xưa. Dĩ nhiên nhà Huỳnh Thúc Kháng đã bị thiêu cháy từ năm Tết Mậu Thân, nhưng nhà 21/1 dạch sen bây giờ là đường Trần Phú. Ngôi nhà đã được thay đổi 100%, không còn như xưa, nhưng cây bông trắng vẫn còn đó. Dốc lên sân banh cũng đã lót gạch. Nhìn căn nhà tiều tụy và khác hẳn căn nhà của ông bà Thú Y, làm lòng mọi người ngậm ngùi. Tôi cũng đã có dịp ghé qua trường xưa, trường Mến Thánh Giá, sau đổi tên là trường Tiểu học Thiên Hương, nằm trên dốc Bà Triệu. Ngôi trường còn mới, đẹp hơn xưa. Hôm đó trời mưa to lắm. Đi lên dốc Bà Triệu, tôi dừng lại bên trường kỹ thuật La Sang, nhìn lại ngôi trường cũ của anh tôi học. Trên con đường cũ, đến thăm nhà thờ, thăm lại tất cả những nơi mang nhiều kỷ niệm, dốc nhà thờ nơi tôi đi mỗi ngày đến trường. Đà Lạt còn đó, nhưng người xưa đâu rồi?